Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình địa phương do Đài truyền thanh truyền hình Tuyên Hóa thực hiện. Phỏng sự nông dân xã Sơn Hóa với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh sỏi sẽ mở đầu chương trình. Phản ánh về hiệu quả của nghề nuôi ong lẩy mật ở xã Mai Hóa sẽ kết thúc trang truyền hình địa phương kỳ này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Nông dân xã Sơn Hóa đã tích cực đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Phong trào này đã lan tỏa đến cả chi hội trên địa bàn xã với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với tiềm năng thể mạnh của địa phương, điều kiện thực tế của gia đình. Qua đó tạo động lực giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Hội Nông dân xã Sơn Hóa hiện có 813 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội, 21 tổ hội trong đó có hai tổ hội nghề nghiệp. Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đi vào chiều sâu có hiệu quả, hội đã tích cực tuyên truyền vận động và định hưởng cho hội viên đưa các giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất chăn nuôi. Bên cạnh đó, hội đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo nghề, tổ chức cho hội viên tham quan học tập và xây dựng nhiều mô hình trình diễn cây con giống mới, cải tiến kỹ thuật, hỗ trợ tư liệu sản xuất, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ bởi cách áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng các dòng cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao, nên kinh tế của hội viên nông dân ngày càng phát triển, tỷ lệ hồ khả giàu ngày càng tăng. Đến nay, toàn xã có 390 hồ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cả cấp, trong đó có 3 hồ cấp trung ương, 12 hồ cấp tỉnh, 27 hồ cấp huyện, còn lại là cấp cơ sở trong những năm qua thì cái phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của xã là ngày càng phát triển về chiều sâu và ngày càng có hiệu quả hàng năm thì sau khi có cái chỉ tiêu của huyện giao thì hội nông dân xã đã triển khai cho các khu hội viên nông dân xã đăng ký thi đua cái phong trào và cái phong trào là ngày càng phát triển hàng năm thì có rất nhiều cái hộ đăng ký và cả cái hộ đăng ký này là đã mạnh dàn để đầu tư và mở rộng cái quy mô sản xuất cho nên cái hiệu quả về kinh tế rất cao và ngày càng đem lại cái thu nhập cho người dân và đóng góp vào cái quá trình xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển kinh tế xã hội của xã nha để hỗ trợ hội viên về vốn đầu tư, hội nông dân xã Sơn Hòa đã nhận ủy thác với phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyền, tỉnh chấp với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn để hội viên được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện nay, xã đang quản lý duy trì cho vay thông qua chính tổ tiết kiệm vay vốn với 652 hội viên vay, tổng dư nợ trên 23 tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn hỗ trợ hội viên thông qua nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của huyền và xã. Nhiều hội viên sau khi được vay vốn đã sử dụng có hiệu quả để đầu tư phát triển kinh tế như mô hình trồng cây ăn quả của hội viên Đinh Hồng Sơn, Thải Văn Thuần, thôn Kim Sơn, lãi trên 150 triệu đồng một năm. Mô hình nuôi gà thương phẩm của hội viên Phạm Văn Hùng, thôn Tam Đăng lãi 450 triệu đồng một năm. Mô hình chăn nuôi lợn của hội viên Nguyễn Văn Hùng cao minh tiếp ở thôn Tân Sơn lãi 350 triệu đồng một năm. Gia đình tôi thì được cái sự quan tâm của cấp ủy, rồi chính quyền hỗ trợ giúp đỡ thì tôi mở cái trang trại chăn nuôi lợn được 5 6 năm nữa thì cũng được cùng một năm chăn nuôi được 2 đến 3 lứa, lứa cũng được trên 200 con, nói chung cũng có để đủ thu nhập trong gia đình để cũng trang trải trong cuộc sống. Phát huy những kết quả đạt được thời gian tới, hội nông dân xã Sơn Hòa tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương. Tăng cường kiểm tra giám sát vốn ủy thác, đảm bảo nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, xây dựng các mô hình chăn nuôi trồng trọt kinh doanh dịch vụ hiệu quả, tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp hội viên thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế thiên nhiên có đồi núi, có rừng. Những năm qua, bà con nông dân xã Mai Hóa đã khai thác thể mạnh này để phát triển nghề nuôi ong lấy mật, mang lại nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đáng kể đời sống cho gia đình. Đã có gần 20 năm gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật Ông Hà Văn Đề ở thôn Bắc Hòa, xã Mai Hóa đã tích lũy cho mình khá nhiều kinh nghiệm về nuôi ong. Đến nay, ông có 10 đàn ong mỗi năm thu hoạch khoảng gần 90 lít mật. Với giá bán từ 300 đến 350 ngàn đồng mỗi lít, hàng năm gia đình ông thu nhập gần 30 triệu đồng từ tiền bán mật ong. Quá trình nuôi ong, ông Đề đã rút cho mình những kinh nghiệm quý báu để thu được những mẻ mật chất lượng khiến người tiêu dùng ưa chuồng. Kinh nghiệm nuôi ong lấy mật thường như chúng tôi thường thu hoạch mật từ cuối tháng chạp đến tháng tư âm lịch những thời điểm mật tốt nhất là tháng hai đến tháng tư khi quay mật nên nhớ là một tháng quay một lần để đang phát triển và thường xuyên cho chất lượng mật tốt thì chúng ta thường xuyên là kiểm tra các loại côn trùng phá hoại đàn ong rồi che chắn tránh nắng tránh mưa để đàn ong phát triển tốt cũng giống như ông đề Ông Nguyễn Duy Hòa ở thôn Tây Hòa cũng có niềm đam mê với nghề nuôi ong. Ông Hòa là một trong những người nuôi ong đầu tiên của xã Mai Hóa với gần 30 năm trong nghề. Ban đầu ông chỉ nuôi vài đàn, nhận thấy tiềm năng và lợi nhuận từ nuôi ong mang lại. Ông Hòa đã quyết định đầu tư quy mô lớn hơn. Ngoài tích lũy kinh nghiệm từ quá trình nuôi, ông Hòa còn đăng ký theo học các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi ong do huyện Tuyên Hòa tổ chức. Với 25 đàn ong, mỗi năm gia đình ông Hòa thu nhập trên 50 triệu đồng. Ông Nguyễn Duy Hòa còn là tổ trưởng tổ hội nghề nghiệp nuôi ong lấy mật thôn Tây Hóa. Ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho những hội viên nuôi ong khác về cách làm, kinh nghiệm trong chăm sóc đàn ong. Nhiệt tình giúp đỡ cả hội viên mới vào nghề về hỗ trợ kỹ thuật con giống đảm bảo chất lượng. Quá thực tế nuôi ong, thì bản thân tôi rút ra được mấy kinh nghiệm là phải tuân thủ theo kỹ thuật về kỹ thuật nuôi ong hai là trong quá trình nuôi ong thì phải như thế là chăm sóc đàn ong mua rẻ đó vì chỗ ong ăn để đảm bảo cho đinh ong phát triển bình thường nghề nuôi ong lấy mật ở xã Mai Hòa đã có từ lâu nhưng trước đây chỉ mang tính tự phát quy mô nhỏ lẻ sau đó từ các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của huyện người dân địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng chuyển các loại cây có giá trị thấp sang trồng cây ăn quả nhờ đó đã tạo điều kiện thuận lợi để nghề nuôi ong ngày càng phát triển. Với chất lượng mật đảm bảo, sản phẩm mật ong của xã Mai Hóa được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương. Với sản lượng mật ong hàng năm đạt trên 3,5 tấn, giá trị thu nhập đạt gần 1,2 tỷ đồng một năm. Đặc biệt, việc thành lập các tổ hội nghề nghiệp nuôi ong lấy mật là nơi để người nuôi ong chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau kỹ thuật chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay ngoài bản mật, các hộ gia đình còn nhân đàn bản ong giống mang lại nguồn thu nhập ổn định. Để phát huy cái tiềm năng lợi thế của nghề nuôi ong lấy mật trên địa bàn xã Mai Hòa, trong thời gian tới hội nông dân sẽ phối hợp với các cơ quan phòng ban chuyên môn mở các cái lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để giúp cho người dân trang bị được cái kiến thức trong cái nghề nuôi ong lấy mật và hiện nay nhu cầu sử dụng mật ong của người dân thì rất là lớn, cho nên chúng tôi cùng vận động hội viên nông dân mở rộng quy mô chăn nuôi ong để đáp ứng được cái nhu cầu về tiêu thụ mật ong cho người dân không những trên địa bàn mà mở rộng ra cái các cái thị trường ở lân cận và đồng thời là phối hợp với các hợp tác xã, rồi phòng nông nghiệp huyện để xây dựng cái thương hiệu mật ong tuyên hóa qua đó giúp cho người dân là phát triển kinh tế gia đình và cùng với địa phương là giảm nghèo một cách bền vững. Hiệu quả từ mô hình nuôi ong lấy mật trên địa bàn đã tạo thêm động lực và mở ra những triển vọng mới về hướng phát triển kinh tế cho xã Mai Hóa. Để phát huy hết tiềm năng lợi thế của địa phương, Mai Hóa tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện để nghề này phát triển, qua đó góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân địa phương. Trang truyền hình địa phương hôm nay do đài truyền thanh truyền hình tuyên hỏa thực hiện xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.